Hello, đây là phần sản phẩm của bên mình. Thì cái này là sao ta? Mình làm nó trong ngày hôm nay là ngày thứ ba, nhưng mà ngày đầu tiên là chỉ thứ ba này thật sự là nó xong 2 ngày chứ không phải bữa nay là rửa lại thôi, sáng sớm rửa lại thôi, đó cho nó sạch thôi bên và ngoài thôi. Chứ còn nó xong ngày hôm trước rồi. Thật sự nói đúng chính xác, nếu mà tập trung là một lần đó là làm xong một ngày thôi. Đó. Thì lần ngày đầu tiên thì làm nó gắn cái cục máy gác lên thôi, để đó thôi. Tại vì ngày đầu tiên làm là vào lúc buổi chiều rồi. Thấy tới giờ nghỉ. Đó. Con xe bên mình làm. Mình dọn lại rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Thì anh em cũng biết là xe này đáp 208 rồi. Đó. Thì dàn áo này thì dàn áo cũng thường thôi, phải dàn áo zin đâu, nhưng mà xe này cái dàn chân rất là đẹp, dàn ốc phuộc còn này kia chưa có mở nên nước ram xi ở trên nó rất là đẹp. Nếu mà total của xe này á, là chỉ có 9.500 cây đi nè, 9.500 cây thì nó tầm khoảng 15.000 cây km không? Đó là 9.500 mile thì nó khoảng là 15.000 km. Nhưng mà mình đã update một cái cục máy đời 2012. Đó, mình update một máy 2012. Đồ cực kỳ ken, anh em nhìn mấy co ra rồi nè. Ống nó mới tinh nè. Đó. Cục máy mới tinh luôn. Đó. Thì cục máy này Odo chỉ tầm đâu 5-7 ngàn cây à. Đó, rất là mới. Alo. Dạ sang đây. Đang dính ở dưới ấy em ơi. Chứ đâu phải em đang giữ đâu. Tôi chưa có trả lời được đi cho em hết mà. Dàn chân rất là đẹp, gọi là dàn chân zin, chưa có can thiệp gì hết. Đó, thì cái dàn sơn sườn hay xi đồ này kia cũng rất là đẹp, đồ nó còn rất là đẹp, từ cái cầm cho tới nhiều cái chức năng. Đó, em nhìn nè, xe này là xe chưa dọn đó. Chưa dọn sơn, chứ còn mình mới chỉ có rửa sạch, nói chung mình làm sạch thôi. Mình làm sạch và bảo dưỡng nó lại hết thôi. Mình chưa có dặm sơn, như dặm sơn ở mấy cái chỗ này nè. Nè, là mấy chỗ hao mòn qua thời gian này nó chốc sơn nè. Đó là nó mới tinh lại luôn. Như bên mình làm là nó mới. Mấy cái mép này nè là mới ken luôn. Mình chỉ làm qua một khóa nữa thôi là mới ken. Đó. Chưa có làm tới phần vấn đề đó, nhưng mà như vậy thì mình đã thấy rất là đẹp sạch sẽ rồi. Nó đẹp lấy tổng quát của xe. Xe này mua về chạy chắc rồi được ha, chạy chắc hay là chạy những cái tour tốc độ cao rồi được, tại vì dàn điện nó còn rất là zin mà máy mình đã thấy máy mới rồi, chạy thoải mái không cần suy nghĩ. Nhất nhau cũng thay mới, nước mát mới. Nước mát con này mình còn mấy cái bịch nước mát Annie á, rồi mình châm vô hết con này luôn. Nên con này đang đi nước mát Annie. Bên mình chỉ xài Liqui và Annie thôi. Hôm bữa có Yamaha nữa mà, nhưng mà mình thấy mình không dùng Yamaha nó luôn. Anh em chịu khó, tại vì nước mát chỉ có 10 đến 15.000 cây thay một lần, nhiều người đi ráng 20.000 cây vẫn bình thường. Đi cái Liqui cho nó ngon, tốt, an toàn, mát máy. Nó đang xài là mai và độ ép. Chỉ nhấn nó nổ. Máy không có một tiếng động. Máy nó kia
chạy rất là đã, máy mình ra chạy rất là lực. Alo, dạ 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 đi xem gọi lại tại em đang chạy việc. Đó, con xe nó long lanh như vậy, mọi cái mình đã bảo dưỡng hết, chỉ mua về chạy thôi. Thì cái xe này là của thằng em, nó không phải của mình. Nhìn rất là đẹp luôn anh em, cả về chất lượng và về thẩm mỹ nó đều ok hết, xứng đáng để chơi. Mình chạy thử rồi, nó rất là mạnh nha, bản Mỹ không có giới hạn tốc độ, lực lắm. Tới nhớt đều là Liqui hết, mình xài độc quyền một cái thương hiệu thôi, mình cảm thấy nó tốt mình xài độc quyền thương hiệu thôi. Lời thì lời cái nào cũng như nhau, phải không? Nó xem chênh lệch nhau 10-20-30 ngàn một bình nhớt, rồi mình thấy cái nào nó yên tâm, nó tốt thì mình xài thôi, chứ còn mình không có phải nghĩ là vì nó hơn 20-30 mình sẽ đổi cái nhớt khác. Nói chung là mình cũng bán rất nhiều nhớt rồi, nhưng mà mình cảm thấy tới thằng Liqui là mình thấy hợp. Nó hiệu quả và giá cả nó rất là phải chăng, an toàn, không có đồ giả nữa. Thì mình lấy từ cái hãng phân phối luôn, chứ không phải là bên đại lý. Sên rồi mình cũng chà rửa vệ sinh hết rồi, người mua về chỉ chạy thôi, không có cần phải làm gì hết, rất là keng luôn. Anh em mà sườn mà bị mấy cái dấu này nè, cái hao mòn của thời gian này nè, nó chóc sơn rồi qua bên mình rửa xong rồi mình sẽ tút lại cái phần sơn này, nhìn không bao giờ ra, nhìn nó không có giống như cái sườn đã sơn, dám cam đoan với anh em. Đó. Rồi, chúc anh em một ngày tốt lành ha. Cảm ơn anh em theo dõi, thì mình cố gắng sẽ làm cái những cái clip nó sẽ ok hơn đó, tại phần công việc nhiều quá, thấy cái nào thì quay cái đấy thôi, anh em cũng thông cảm đó. Rồi.